Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://tiểuhocvn.info. Các em ơi, hôm nay thầy lại cùng các em giải vở bài tập toán 5, bài 127, bài chia số đo thời gian cho một số. Vậy, bài học hôm nay, bài chia số đo thời gian cho một số trang 56. Hãy giở vở bài tập ra cho thầy trang 56 và chúng ta hãy xác định mục tiêu cần đạt trong bài 127 vở tập toán 5 này như sau. Thứ nhất, trong bài học này, chúng ta củng cố cách chia số đo thời gian cho một số. Sau đó ta củng cố kỹ năng thực hiện đặt tính và tính phép chia số đo thời gian. Và chúng ta giải các bài toán thực tế có liên quan đến phép chia số đo thời gian. Có 3 bài tập các em cần phải làm đủ, đó là bài 1, bài 2 và bài 3. Mục tiêu đã rõ, thầy cùng các em bắt đầu vào từng bài 1. Trước khi vào bài tập thì chúng ta hãy hiểu về cách làm. Ở đây là tờ vở bài tập chúng ta. Vở bài tập chúng ta này, đây là bài 1, người ta cho câu mẫu và thực hiện theo mẫu, điền theo mẫu với 3 câu còn lại. Sang bài 2, yêu cầu chúng ta tính cũng theo mẫu và chúng ta chú ý ở cái trường hợp này với có 4 câu, 3 câu này, có 3 câu ở trang 56. Còn bài tập số 3 thì bài toán có lời văn thì chúng ta sẽ giải bài toán vào đây. Chúng ta lần lượt làm các bài tập. Bài 1 yêu cầu như sau, tính theo mẫu, người ta có 54 phút 39 giây chia 3. Để thực hiện được thì ta có như sau. Ta nhìn quan sát mẫu này. Đấy, cách viết trên cách trình bày này. Đấy nhá. Và đây là số bị chia, đây là số chia, đây là số thương và cách trình bày như sau. Bây giờ chúng ta phải thực hiện dựa vào mẫu này để chúng ta làm từng câu một. Câu đầu tiên, 75 phút 45 giây, 40 giây chia 5. Đây là chia một số đo thời gian cho một số. Vậy để chia được, ta cũng đặt tính bình thường như cách chia với số tự nhiên, số thập phân chúng ta đã học. Tức là ta viết số bị chia ở đây, rồi ta gạch như thế này thay cho cách phép chia. Sau đó ta viết số chia là 5 vào đây. Bây giờ ta có hai đơn vị phút và đơn vị giây. Ta chia từ trái sang phải, có nghĩa là chia từ đơn vị hàng lớn nhất cho đến hàng nhỏ. Vậy bên này là 75 phút ta chia trước. Ta có 75 phút thì có 2 chữ số. Ta chia số một chữ số thì ta bắt đầu lấy 7. 7 đủ chia. 7 chia 5 được 1, ta viết 1. 1 x 5 bằng 5, 7 chia 5 còn 2, viết 2. Vậy chúng ta hạ 5 lần lượt chia thứ 2. 25 chia 5 được 5, 5 5 25, 25 chia 25 còn 0 hay là hết. Vậy ta có 75 phút chia cho 5 bằng 15 phút, ta viết chữ phút vào đây. Sau đó ta hạ 40 thẳng hàng, 40 giây thẳng hàng với 0 này này. Thẳng hàng này, viết ngang với 0 này này. Ta 40 giây xuống, các bạn nhìn chú ý nhá. 40 giây này là lượt chia thứ 2. Nào, lượt chia thứ 2. Phút chia xong rồi ta chia thứ 2 đến giây, giây ta hạ xuống đến đây ta viết 40 vào đây này. Cái này cái khác của chúng ta này. Ta đây 40 giây chia cho 5 bằng 8. 8 giây, 8 x 5 40, 40 trừ 40 còn 0. Đây là kết quả của phép chia. Vậy ta kết luận 75 phút 40 giây chia 5 bằng 15 phút 8 giây. Chúng ta vừa làm xong câu thứ nhất. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu thứ hai. Câu thứ hai, 78 phút 42 giây chia 6. Các em cũng đặt tính như câu trên. Ta viết số bị chia 78 phút 42 giây, viết dấu gạch ngang, viết dấu gạch ngang và viết số chia ở vị trí này. Bây giờ ta chia lần lượt, chia phút trước xong đến giây. Ta lấy 7, 8 là số có 2 chữ số, chia cho 6, cho số 1 chữ số. 7 chia 6 được 1, viết 1. 1 x 6 bằng 6, 7 chữ 6 còn thừa 1, viết 1. Hạ 8. 18 chia 6 bằng 3, viết 3. 3 x 6 bằng 18, 18 trừ 18, được 0. Vậy 78 phút chia 6 bằng 13 phút. Bây giờ ta chia phút xong rồi, ta chia đến hàng 42 là giây, hạ 42 giây thẳng hàng ngang với số 0 này này. Lần lượt chia thứ hai, 42 giây chia 6 được 7. 7 x 6 42, 42 trừ đi 42 bằng 0. Vậy ta kết luận 78 phút 42 giây chia 6 bằng 13 phút 7 giây. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. 25,68 phút chia 4. Ở đây là chỉ có một đơn vị đo là phút, nhưng nó ở dạng số thập phân. Ta thực hiện chia bình thường như chia số thập phân với một số tự nhiên chúng ta đã học ở những tiết trước, và ta ghi cuối cùng thêm đơn vị vào. Ta đặt tính 25,68 phút đem chia cho 4.
ta lấy 20 năm là phần nguyên, chia trước. 2 năm chia 4 được 6, 6 nhân 4 24, 2 năm trừ 24 còn thừa 1, viết 1. Trước khi hạ 6, chữ số đầu tiên của phần tập phân xuống để chia thì ta phải đánh dấu phẩy ở thương. Ta hạ 6 thành 16, đánh dấu phẩy ở thương. 16 chia 4 được 4, viết 4. 4 x 4 16, 16 trừ 16 còn 0, viết 0. Hạ tiếp 8 xuống để chia, lần lượt chia thứ 3. 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8, 8 trừ 8 còn 0. Vậy ta thấy rằng 25,68 phút chia 4 bằng 6,42 phút, viết chữ phút vào đây. Ta có thể chốt lại cách làm so với câu mẫu thì đây là kết quả câu đầu tiên bằng 15 phút 8 giây. Đây là câu thứ hai bằng 13 phút 7 giây và kết quả câu thứ ba thì sẽ bằng là 6,42 phút. Vậy thầy cùng các em đã làm xong 3 câu ở trong bài tập 1. Vậy khi chia số đo thời gian cho một số ta thực hiện thế nào? Khi chia số đo thời gian cho một số, ta thực hiện phép chia từng số đo theo từng loại đơn vị thời gian cho số. Và bây giờ thầy cùng em chuyển sang nội dung bài tập số 2. Bài tập số 2 và bài tập toán 5 trang 56 yêu cầu tính theo mẫu. Người ta có mẫu như này này. Đấy, 7 giờ 52 phút chia 4 bằng 1 giờ 58 phút. Và ta đổi cái 3 giờ này, lượt chữ thứ 2 còn dư đấy, ra 180 và trình bày thế này. Vậy chúng ta sẽ lấy thực hiện câu đầu tiên. 7 giờ 27 phút chia 3, ta cũng đặt tính như các ở bài tập 1. Đặt tính cho 3 này. Bắt đầu ta chia từ giờ trước, 7 giờ chia 3 được 7 chia 3 được 2. 2 3 là 6, 7 trừ 6 còn thừa 1. Vậy ta có 7 giờ chia cho 3 bằng 2 giờ, dư 1 giờ. Bây giờ cái 1 giờ này ta phải chia tiếp. Và để muốn chia tiếp thì ta đổi ra đơn vị liền kề. Liền kề của giờ là phút. Và ta thấy 1 giờ bằng 60 phút. 60 phút ta viết bằng 60 phút. Bây giờ ta dùng dấu gạch ngang để gạch ngang đến và đến đây, có nghĩa ta cộng vào. Ta lấy 27 này, ta cộng với 60 phút thì bằng là 87 phút. Ta viết 87 phút ở đây. Vậy bây giờ 87 phút là ta tiếp tục chia cho 3 để xem được bằng bao nhiêu phút. Ta lấy 8 chia 3 được 2, 2 x 3 bằng 6, 8 trừ 6 còn 2. Ta hạ tiếp 7 lần lượt chia thứ 2, 27 chia 3 được 9, 9 x 3 27, 27 chia 7 còn 0. Và 87 phút chia 3 sẽ bằng 29 phút. Ta kết luận 7 giờ 27 phút chia 3 bằng 2 giờ 29 phút, giống như câu mẫu này. Chúng ta sang câu tiếp theo, 18 giờ 55 phút chia 5. Vậy ta cũng thực hiện như vậy. Đầu tiên ta đặt tính, 18 giờ 55 phút viết trước, sau đó viết dấu gạch ngang và chúng ta viết số 5. Ta lấy giờ ta chia cho 5 trước các em ạ. Ta lấy 18 giờ chia 5. 18 chia cho 5 được 3. 3 x 5 15. 18 giờ 18 trừ đi 15 thì còn 3. Vậy 3 này chính là 3 giờ. 3 giờ là số dư của lượt chia đầu tiên. Ta phải làm gì? Như ở câu trước thì chúng ta đổi chuyển đổi các 3 giờ này bằng 180 phút. 3 giờ bằng 180 phút. Ta lấy 180 phút ta cộng với 55 phút đã có ở đề. Vậy ta thấy rằng 5 cộng 0 bằng 5, viết 5. 5 cộng 8 13, viết 10, thêm 1 là 23. Vậy ta đổi ra được bằng 235 phút. Bây giờ ta lượt chia thứ 2, ta lấy 235 phút này này thì ta chia tiếp cho 5. Ta cũng chia bình thường. Lấy 23 chia 5 thì được 4. 4 x 5 20, 23 trừ 20 còn thừa 3. Viết 3. Hạ 5 thành 35. 35 chia 5 được 7. 7 x 5 35, 35 trừ 35 còn 0. Và ta thấy rằng 235 phút chia cho 5 sẽ bằng 47 phút. Ta kết luận 18 giờ 55 phút chia 5 bằng 3 giờ 47 phút. Phép tính thứ 3 cũng là phép tính thứ 4 của bài này. Chúng ta chú ý như sau. 25,8 phút chia 6 ta làm thế nào? Các bạn quan sát. Ta lấy 25,8 phút là số tập phân có đơn vị là phút. Ta chia 6, ta thực hiện chia bình thường như phép chia mà chúng ta đã học ở các tiết chia một số tập phân cho một số tự nhiên. Chúng ta chia thấy phần nguyên là 25, phần tập phân là 8. Ta lấy 25 chia cho 6 được 4. 46 24. Vậy chỗ này chúng ta sẽ bằng còn dư 1. Tiếp tục hạ 8 là lượt chia thứ 2 để chia. Trước khi hạ 8 thì ta phải đánh dấu phẩy. Chữ số phần đầu tiên của phần tập phân ta đánh dấu phẩy ở thương thành 4 phẩy. Ta lấy 18 chia 6 thì được 3 lần. Được 3 lần. 3 x 6 18, 18 chia 18 bằng 0. Vậy ta có 25,8 phút chia 6 bằng 4,3 phút. Ngoài ra câu
25,8 giờ chia 6 ta cũng có cách làm khác. Ta đổi cái số thập phân này thành đơn vị trong thực tế là 25 bằng 25 giờ 48 phút. Tại sao 48 phút? Bởi 0,8 giờ thì nhân với 60 thì sẽ bằng là 6848 bằng 48 phút. Ta tự tiếp tục chia cho 6. Ta thực hiện chia sau. Lấy 25 giờ chia 6 được 4, 4624 còn thừa 1 giờ. 1 giờ này ta đổi bằng 60 phút thì chúng ta cộng với 48, cộng 48 này thì bằng 108 phút. Ta chia tiếp lượt 2. Lấy 108 phút chia cho 6, 10 chia 6 thì được 1, 1 x 6 bằng 6 còn thừa 4. Hạ 8 xuống. 48 chia 6 được 8. 8 x 6 48, 48 chia 48 còn 0. Vậy 108 phút chia cho 6 thì bằng là 18 phút. Ta kết luận 25,8 giờ chia 6 bằng 4 giờ 18 phút. Và thông qua 3 cái phép tính đó thì chúng ta có kết luận như sau. Với bài câu thứ nhất ta ghi như đề. Câu thứ hai các bạn có kết quả bằng 2 giờ 29 phút. Câu thứ ba các bạn có kết quả bằng 3 giờ 47 phút. Chúng ta với câu số 4 cũng có cách trình bày khác. 25,8 giờ chia 6 thì chúng ta được bằng là 1, lấy 25 chia 6 được 4, 4 nhân với 6 bằng 24, 25 trừ 24 còn thừa 1. 1 này chính là 1,8, hạ 8 xuống. 1,8 giờ thì đổi bằng 108 phút, chia 6 bằng 18 phút. Và các bạn có thể làm được như này. Thông qua bài tập số 2, các bạn đã củng cố về cách chia một số đo thời gian cho một số. Chúng ta chuyển sang bài tập số 3 này. Bài tập thứ 3 vào bài tập toán 5, trang 57 có nội dung như sau. Một người làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ thì xong 6 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm xong một sản phẩm hết bao nhiêu thời gian. Bài toán này, bài toán giúp về đơn vị đúng không cả lớp nhỉ? Rất đơn giản đúng không? Thế nhưng mà chúng ta sẽ thực hiện như nào? Tóm tắt, đây này, cái thời gian để làm sản phẩm thì biểu diễn một đoạn thẳng. Đoạn thẳng này là thời gian bắt đầu từ 8 giờ, điểm này. Và đây là thời gian kết thúc là đến 11 giờ. Vậy các em có thể hình dung là từ 8 giờ đến 11 giờ là bao lâu? Đấy. Và trong cái khoảng thời gian này người ta làm được bao nhiêu sản phẩm? Người ta đã làm được 6 sản phẩm. Và người ta hỏi gì? Hỏi trung bình một sản phẩm bao nhiêu thời gian? Có nghĩa là tìm cái đoạn đó đây này bằng bao nhiêu thời gian. Đơn giản đúng không các em nhỉ? Để tính được xem một trung bình một sản phẩm bao lâu thì ta phải biết được là cả 6 sản phẩm làm nó bao lâu. Lấy 6 thời gian 6 sản phẩm chia cho 6 thì sẽ ra thời gian một sản phẩm. Vậy cách giải bài này như sau. Tóm tắt. Đấy. Và cách giải chúng ta 6 sản phẩm làm hết số thời gian nào. Ta lấy 11 giờ là điểm thời gian kết thúc, trừ đi thời gian bắt đầu là 8 thì bằng 3 giờ. 3 giờ ta đổi ra phút để dễ chia bằng 180 phút. Sau đó thời gian làm trung bình một sản phẩm là 6 sản phẩm thì làm 180 phút. Vậy một sản phẩm làm bao lâu? Đấy chính là trung bình của một sản phẩm. Ta chỉ việc lấy 180 chia 6 bằng 30 phút và ta có đáp số 30 phút. Thông qua bài tập này, đó là bài toán thực tế đã áp dụng phép chia để vận dụng vào để giải bài toán thực tế này. Chúng ta chuyển sang cũng có cách giải gọn hơn. Thời gian làm trung bình một sản phẩm là ta lấy 11 giờ trừ 8 giờ được bao nhiêu chia 6 bằng 0,5 giờ. 0,5 giờ này cũng chính bằng 30 phút, đáp số 0,5 giờ. Vậy các bạn thấy rằng là ồ cũng một bài như thế mà chúng ta có hai đáp số. Đúng rồi các em ạ. Đo thời gian thế, có bạn để giữ ở dạng số này thì có bạn giữ ở dạng kiểu số kia. Có bạn giữ thì không đổi, còn có bạn ở dưới kia nhưng các bạn không có gì phải lo lắng cả nhá. Rồi, chúng ta đáp số 0,5 giờ hôm nay. Qua thông qua bài tập 7, các em đã củng cố về cách chia số đo thời gian trong số. Để hiểu được bài này thì chúng ta có thể vào tiểu học VN.info có những bài giảng và tập đoàn để hiểu hơn. Các em có thể xem tiếp bài giảng của thầy và các em cũng có thể đăng ký thành viên. Bài học hôm nay của chúng ta tạm dừng ở đây. Thầy chúc các em có một buổi học vui vẻ. Chào thân ái các em. Hẹn gặp lại các em ở bài học lần sau. Goodbye for now.